Các bạn cảm thấy văn học khó hiểu. Đúng, rất đúng. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ, các bạn sẽ vẫn không hiểu. Chắc đấy là lý do người ta đưa nó thành phim. Và hôm nay tôi sẽ nói về một bộ phim dựa trên một tác phẩm nói về một nhân vật tên Xuân, có tóc đỏ, nên được gọi là Xuân Tóc Đỏ. Cùng một lý do người ta gọi tôi là quại chim to. Nhưng mà vấn đề chính là Xuân Tóc Đỏ đã trở thành một hệ tư tưởng. Khi các bác các chú lúc chơi bài thường nói rằng thằng này Xuân thế. Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng là thể loại văn học hiện thực, nơi ông phê phán thực tại xã hội thông qua những nhân vật điển hình. Và đó là lý do chúng ta có Xuân Red Hải. Đầu tiên là về ngoại hình. Thằng Xuân dáng người thấp bé, tóc tai luộm thuộm, sinh ra đã màu đỏ khác người. Nó là một thằng khố rách áo ôm, khi có một tuổi thơ đầy đáng quên của một đứa đầu đường xó chợ. Tại sao lại đầu đường xó chợ? Vì nó là trẻ mồ côi, từng được bác họ nuôi dưỡng. Ấy thế mà nó lại lén dòm các con gái của bác đi tắm. Và thế là hắn vô gia cư, cú bất cú bơ, làm đủ mọi nghề. Hắn marketing thuốc lậu khắp làng trên xóm dưới, rồi đi nhặt banh ở sân quần, toàn những nghề cao quý. Làm việc tốt không chỉ giúp Xuân có thu nhập, mà còn giúp hắn có thể tiếp cận với giới thượng lưu. Một trong số đó là bà Phó Đoan. Bà này là người như nào thì tí nói. Sau một lần nhặt banh ở sân quần, thằng Xuân với bản tính lanh lợi đã giở trò trộm cắp. Mỗi tội bị bắt lên bóp, cái bóp bé như cái lỗ mũi, nhưng trong bóp lại toàn hào kiệt, ăn vận như cái bang. Thằng Xuân thì như bang chủ, khoe thành tích vào tù ra tội như cơm bữa. Thằng Xuân bị ông Cẩm xét xử với tội danh thụi ông thầy bói, vì ông bói láo lại còn không chịu xem tarot, bảo rằng nó sau này vượng, rất vượng. Bà Phó Đoan như Bồ Tát xuất hiện tại sở Cẩm đóng phạt cho tên khố rách. Nhưng đừng vì vậy mà vội nghĩ bà ta là người tốt. Đúng như câu cửa miệng của thằng Xuân: mẹ kiếp, nước mẹ gì, chả nước mẹ gì. Thì ra là nhớ hơi trai. Nhưng thằng Xuân lại ứ hiểu, không muốn hiểu. Vậy mà bà Phó Đoan vẫn giới thiệu cho y đến hầu tiệm Âu Hóa của cô Văn Minh. Thằng Xuân ngồi trong tiệm, chứng kiến cô Văn Minh tẩy não khách hàng. Thì quần áo không phải là để che đậy, mà là tô điểm thưa bà. Quả là một tầm nhìn phi thời gian, y hệt như tầm nhìn của shop áo trùm cuối được gắn link ở dưới phần mô tả và bình luận. Thằng Xuân thông minh lanh lợi, học rất nhanh cái văn chương, cái chữ để môi giới đồ Âu Hóa cho khách hàng. Gia đình ông bà Văn Minh là một gia đình thượng lưu cải cách. Nhà họ có cụ cố đã 80 tuổi mà vẫn chưa chịu ra đi. Ngoài 80 rồi mà còn sống mãi, làm con cháu đứng ngồi không yên. Cụ cố bị bệnh nhưng vẫn thoi thóp mãi. Ông bà Văn Minh muốn thuê một doctor để chữa cho cụ đi nhanh hơn. Thằng Xuân với kinh nghiệm giao thuốc lậu, rêu rao trong nhà mấy cái tác dụng của thuốc, làm ai cũng kính nể. Tưởng xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Thế là từ một thằng nhặt banh sân quần, y được phong làm doctor Xuân, cựu sinh viên trường thuốc. Đúng là một bước lên tiên. Vào cái ngày đại hỉ chữa bệnh đó, cả nhà Văn Minh đều vui vì thuê được một thằng lang băm. Nó lấy rau, nước ao để chữa cho cụ cố. Ông cố đang nằm như Stephen Hawking, uống một ngụm rồi thì dựng dậy làm cả lò bàng hoàng. Chả biết nên vui hay nên buồn, là hỉ hay bi. Gia đình Văn Minh sau khi vô tình cứu được cụ cố, đành mở tiệc ăn mừng, một bữa tiệc rất Âu Hóa. Mọi người khiêu vũ với nhau mừng ông cố thoát chết, nhưng đó chỉ là để cho thiên hạ thấy. Sau sự kiện đó, gia đình Văn Minh bỗng coi hắn như một báu vật, nhất là cô Tuyết, cháu gái bà Phó Đoan, mê Đốc Tử Xuân như điếu đổ. Cô nguyện trực đêm với hắn tại tiệm may, và rồi điều gì đến cũng phải đến. Họ va phải nhau trong cơn say tình. Đúng là Âu Hóa, sự thịnh vượng của tương lai. Nhưng dù sao, cô Tuyết so với bà Phó Đoan hai đời chồng, và bà Hoàng Hôn sợ ông Phán mọc sừng, thì vẫn còn đạo đức chán, đức hạnh chán. Hai kẻ trai chưa vợ gái chưa chồng thì có cái gì mà phải sợ, có gì mà phải cười chê. Đúng là phương Tây nồng cạn, phương Tây nửa mùa, passion de sushi. Ngoài gì cháu bà Phó Đoan đam mê Đốc Tử Xuân, thì người trong nhà ấy ai cũng bắt đầu có hiềm khích với thằng thần y lang băm này. Vì nó làm giảm uy tín của họ, vì nó làm đổ bể chuyện hôn nhân của cô Tuyết, vì nó đáng khinh, đáng nhổ vào mặt. Và vì nó đến tận nhà bóc hết những lớp sĩ diện của cái gia đình này. Ông cụ cố nhục quá, lăn đùng ra chết, nước ao hết hạn sử dụng. Ngày viếng ông cụ cố, tiệm may tài trợ cho cả gia quyến tây phục, nom cứ như là yen party. Đúng là gia đình có phúc. Tang gia bối rối, ông cố Hồng bắt đầu đọc di chúc. Mọi người cười thật tươi vì đều được chia tài sản ưng ý. Vậy là cô Tuyết cùng anh Xuân đến ở căn biệt thự được chia. Nhưng họ chưa cưới được vì nhà đang có tang. Thằng Xuân từ thằng nhặt banh quần, giờ được người nhà đề cử đi làm giáo sư quần vợt, đại diện Việt Nam đi thi đấu với người Xiêm, niềm tự hào miền Bắc. Điều đó cũng chẳng kịch cỡm bằng việc bà Phán hai đời chồng tranh giai của cháu gái. Bà nhăm nhe thằng Xuân, yêu nó, thương nó, muốn lấy nó làm chồng. Đúng là oan gia, líp líp lơ, líp líp. Ngày thi đấu quần vợt, thằng Xuân thua người Xiêm. Nhưng không phải vì nó chơi kém, mà là vì an nguy của nước nhà, nền hòa bình của đất nước. Thằng Xuân đứng trước bà con phát biểu như chủ tịch nước. Thì ra trong cái đầu bé tí của nó cũng chan chứa lòng yêu nước, cũng biết toan tính vì người khác. Vậy là từ đáy xã hội, thằng Xuân vươn mình lên đỉnh tháp Maslow, được người đời kính nể và tôn trọng. Xuân Red Hải là một nhân vật phản diện đầy thú vị, một hành trình đầy gian nan trong thế giới thượng lưu. Mặc dù sự khắc họa của nhà văn Vũ Trọng Phụng về nhân vật này có nhiều hạn chế về logic và vô lý trong tình tiết,
nhưng trên hết vẫn là sự chỉ trích sâu cay, châm biếm các thói hư tật xấu của mọi người dân trong giai đoạn đó. Thói mê Tây, xính ngoại, nửa nạc nửa mỡ mà như thằng Xuân nói. Mẹ kiếp, chả được cái nước mẹ gì. Cuộc đời của Xuân không phải là một sự kêu gọi cho lối sống lừa lọc, khôn lỏi, tiểu nhân, mà là để cười chê một bộ phận người với xét tính cách như vậy, vẫn được coi là vĩ nhân. Vĩ nhân lắm rồi. Được sánh ngang với những tầng lớp thượng lưu mà suy cho cùng, họ cũng có thực sự hiểu thượng lưu là gì không? Hay chỉ đơn giản là những người may mắn được thừa hưởng những tài sản lớn đến điên rồ, để rồi cuộc sống tràn ngập trong ăn chơi hưởng lạc, hoàn toàn đánh mất đi giá trị cốt lõi, mục đích sống tối thượng, luôn tồn tại trong tâm thế sợ thiên hạ nghĩ gì, rốt cục cũng chỉ toàn một lũ trưởng giả học làm sang, không thể thoát được kiếp của một con trâu, mái đình, quê mùa và lầm lũ. Thằng Xuân hiện lên trong lũ người này lại nổi trội nhất, đi với bột mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nó gặp người nghèo thì vẫn giúp đỡ, lấy bản thân ra làm ví dụ, cho họ thêm động lực sống. Quả là đáng thương mà cũng đáng ghét. Còn các bạn nghĩ sao về hình tượng Xuân Red Hải? Hắn có xứng đáng với những gì mà hắn nhận được hay không? Hãy cùng bình luận ở bên dưới. Và tôi là Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.